Chào các bạn nhé, quay trở lại video tiếp theo ngày hôm nay thì mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những cái mẹo hay ở trên Facebook. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn những cái lượt thích ở trên Facebook, tức là thích ẩn những cái lượt thích, lượt tìm ở trên bài viết trên trang cá nhân Facebook của các bạn. Các bạn không muốn người khác biết những cái bài viết của bạn có những cái lượt thích nào thì các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, để mà thực hiện ẩn những cái lượt cảm xúc, ví dụ như lượt like hoặc là lượt tìm trên cái bài viết Facebook của các bạn, thì các bạn thực hiện các bước rất đơn giản như sau cho mình nhé. Trên cả hai hệ điều hành iOS và Android, các bạn đều thực hiện như vậy nhé. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái trang Facebook cá nhân của các bạn nhé. Rồi, sau đó thì các bạn chọn cho mình cái dấu ba gạch này, ba gạch ở trên đầu này nhé. Đó, iPhone thì ở bên dưới nhé, các bạn chọn vào. Và các bạn chọn vào mục cài đặt và quyền riêng tư này. Rồi, trong mục cài đặt quyền riêng tư, các bạn chọn cho mình mục là cài đặt này. Đó, trong mục cài đặt này thì các bạn nhìn thấy cái phần tùy chọn nhé. Ở ngay cái phần bảng tin này có cái ô là tùy chọn về cảm xúc, nó sẽ có biểu tượng like và cái mặt cười này các bạn nha. Đây đó, các bạn chọn vào cho mình. Rồi, đầu tiên là ẩn về số cảm xúc này. Về bài viết của người khác thì các bạn sẽ thấy là bài viết của bạn sẽ không nhìn thấy tổng số cảm xúc về bài viết của người khác. Đấy, bạn sẽ không nhìn thấy tổng số cảm xúc của bài viết người khác nhé. Có nghĩa là bạn sẽ tắt ẩn cái số lượt thích, lượt bình chọn của bài viết của người khác nhé, nếu bạn nào mà không muốn. Cái này thì mình nghĩ là bạn nào không cần bật lên làm gì, chủ yếu là các bạn chủ yếu mục thứ hai nha. Nếu bạn nào muốn thì các bạn vẫn có thể bật lên nha. Đó, khi các bạn bật lên trong cái mục này thì tất cả những cái cảm xúc trên cái bài viết của người khác bạn sẽ không thấy nhé. Đó, còn không tắt đi, mình tắt đi. Về bài viết của bạn này các bạn nhé, đây, người khác sẽ không nhìn thấy tổng số cảm xúc về bài viết của bạn mà bạn chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Đó, số cảm xúc vẫn hiển thị trên bài viết của bạn ở những nơi khác, chẳng hạn như nhóm hoặc là nội dung khác. Có nghĩa là cái phần này chỉ tắt được ở trên những cái trang cá nhân thôi nhé. Còn ví dụ như các bạn thích ở trên cái phần group này, hoặc là cái phần trang web khác này, hoặc là những cái, nói chung là những cái group ngoài trang cá nhân nhé, thì người khác có nhìn thấy. Ở đây chỉ áp dụng đối với trang cá nhân thôi. Các bạn bật lên như này thì các bạn đã tắt được toàn bộ những cái cảm xúc về bài viết của bạn mà bạn chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Những người khác vào, ví dụ như mình vào trang của bạn, thì sẽ không thấy được những cái hình ảnh cảm xúc này đâu. Đó, thì đơn giản như thế thôi. Các bạn không muốn cái tùy chọn cảm xúc này, các bạn có thể tắt đi nhá. Đó, thì cái bước đơn giản như thế thôi, chỉ việc hai bước cơ bản như thế thôi. Bạn nào mà chưa biết cách này thì các bạn hãy làm theo cái bước, các bước mình vừa hướng dẫn nhá. Và đừng quên theo dõi video và like video của mình nhá. Rồi, qua video hướng dẫn lần này thì nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Đối với những bạn nào vừa mới đăng ký kênh thì bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của mình.